Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt. Đây là một cái channel để cho chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực trading cho cộng đồng Trader Việt Nam. Và mình là Tùng Anh. Thì trong cái clip của tuần này, mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái kỹ thuật để cho chúng ta có thể tìm ra được cái đường EMA có cái chu kỳ phù hợp nhất với cái phương pháp giao dịch của mỗi người ha. Rồi, cái phần đầu tiên như thường lệ vẫn là cảnh báo rủi ro. Mọi người dừng clip lại và lưu ý những cái cảnh báo rủi ro này của Trader Việt gửi đến tất cả mọi người ha. Rồi, cái chủ đề của chúng ta là nói về đường trung bình, cho nên là cũng xin phép mọi người là cho mình nhắc lại một số cái điểm chính về cái công cụ phân tích kỹ thuật này. Đầu tiên là về cái quy tắc chung khi mà chúng ta sử dụng đường trung bình á, thì khi mà chúng ta đính một cái đường trung bình ở trên một cái biểu đồ thì lưu ý cái quy tắc này ha. Đầu tiên đó là về cái xu hướng, thì nếu như mà chúng ta thấy giá nó di chuyển ở phía dưới một cái đường trung bình nào đó thì nhìn chung là chúng ta đang có một cái xu hướng giảm ha. Ngược lại, nếu như mà giá di chuyển ở phía trên cái đường trung bình thì chúng ta đang có một cái xu hướng tăng, và trong cái đoạn giao cắt giữa giá và đường trung bình thì đó là một cái khu vực giá đi ngang, báo hiệu cho khả năng đảo chiều sắp tới của cái xu hướng trước đó. Đây là những cái quy tắc chung khi mà chúng ta sử dụng đường trung bình. Vậy thì chúng ta lấy được gì khi mà sử dụng đường trung bình? Thì đây là một cái số cái thông tin mà chúng ta có thể rút ra được ha. Đầu tiên đó là nếu như mà chúng ta thấy giá nó không vi phạm và di chuyển đồng bộ với đường EMA thì chúng ta biết được rằng thị trường nó đang có xu hướng ha. Đây là cái thứ nhất. Rồi, cái thứ hai, nếu như mà giá nó tiếp xúc với đường EMA ha, tiếp xúc giao cắt với đường EMA thì chúng ta cần phải lưu ý về khả năng giá nó sẽ đảo chiều ha. Đảo chiều có thể là đảo chiều ngắn hạn, có thể là đảo chiều xu hướng ha. Rồi, và cái thứ ba đó là nếu như mà các đường EMA nó phẳng dần ha, tức là nó không có dốc lên dốc xuống mà nó đi ngang dần á, đối với những cái đường EMA có chu kỳ lớn thì đó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là thị trường nó đang cố ra tìm ra một cái xu hướng mới ha. Rồi, quay trở lại với cái câu hỏi đặt ra trong cái clip này, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái chu kỳ đường trung bình bao nhiêu là phù hợp nhất? Là phù hợp nhất. Thông thường khi mà chúng ta đọc những bài viết á, thì chúng ta sẽ thấy được những cái tay viết họ nói một cách định tính rằng đó là giao dịch ngắn hạn á, thì chúng ta có thể sử dụng những cái đường trung bình có chu kỳ thấp ha. Giao dịch dài hạn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đường trung bình nó có cái chu kỳ cao hơn. Mình lấy ví dụ, nếu mà chúng ta giao dịch ngắn hạn scalping thì chúng ta có thể sử dụng chu kỳ là từ 5 ha, 5 đến 10 đó. Đó, thậm chí là tới 15 hoặc 20, đó là cho nếu mà chúng ta giao dịch ngắn hạn đó. Còn nếu như mà chúng ta giao dịch trung hạn thì chúng ta có thể sử dụng đường 50 đến 80, hoặc là giao dịch dài hạn hơn thì chúng ta có thể sử dụng đường 100-200 đó. Đó, đây là một cái cách nói định tính ha. Tất nhiên là đối với những anh em mà chúng ta có kinh nghiệm giao dịch rồi, có kinh nghiệm sử dụng đường trung bình rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách nói định tính này ha, và sẽ tìm được những cái đường EMA phù hợp với chúng ta trong một cái điều kiện thị trường nhất định. Tuy nhiên, đối với những trader mà chúng ta chưa có sử dụng nhiều đường trung bình á, thì cái cách nói này gây khó khăn khá là nhiều cho cái việc mà xác định chu kỳ phù hợp. Thì mình sẽ đưa ra một cái cách định lượng ha, để chúng ta có thể là dù không có nhiều kinh nghiệm sử dụng đường trung bình vẫn có thể xác định được một cái chu kỳ phù hợp nhất.
Rồi trước khi mà nói về cái định lượng á, thì chúng ta cần phải hiểu về bản chất của đường MA nó là như thế nào ha. Thì mình xin nêu ra ba cái yếu tố chính. Đầu tiên, chúng ta phải biết được rằng là đường MA nó hình thành từ giá, cũng giống như hầu hết các chỉ báo khác ha, nó hình thành từ giá. Và cái điều này nhắc nhở chúng ta rằng đường MA nó luôn luôn có cái độ trễ ha, luôn luôn có cái độ trễ. Độ trễ so với giá, tức là giá nó hoàn tất rồi, ví dụ một cái thanh nến nó đóng nến rồi, nó hoàn tất rồi, thì lúc đó chúng ta mới biết chắc chắn được cái giá trị của đường MA nó là bao nhiêu ha. Đây là điều đầu tiên. Và chúng ta cũng không thể nào mà tránh khỏi cái độ trễ của đường trung bình cả ha. Khi mà chúng ta càng sử dụng những cái đường trung bình nó có chu kỳ càng cao á, thì cái độ trễ nó càng lớn. Cái yếu tố thứ hai đó là đường trung bình á, nó phản ánh cái xu thế của đám đông khi tham gia thị trường. Cái này hiểu như thế nào? Chúng ta thấy là cái đường MA nó chạy theo giá, chạy theo xu hướng ha, dốc lên dốc xuống đó. Thì cái độ dốc lên dốc xuống này chính là thể hiện cái xu thế của đám đông. Ví dụ như có nhiều người mua, ít người bán, thì khi đó cái đường MA nó sẽ dốc lên, và ngược lại khi mà nhiều người bán ít người mua thì cái đường MA nó sẽ dốc xuống đó. Thì cái bản chất này á, nó nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta nên sử dụng những cái đường MA nó có cái chu kỳ lớn một chút ha. Tránh sử dụng những cái đường MA có chu kỳ quá ngắn, ví dụ như 5 như 10. Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái đường MA nó có cái chu kỳ quá ngắn thì nó sẽ không có phản ánh đúng cái xu thế của đám đông ha. Tại vì xu thế của đám đông là cần thời gian để hình thành đó. Rồi mình lấy ví dụ ha. Ở đây là chúng ta có một cái đường MA chu kỳ chính là màu vàng ha, tiếp đến là chu kỳ 15 đó, và cái đường màu xanh, đường MA màu xanh đó chính là cái đường MA có chu kỳ lớn nhất ha, chu kỳ 50 đó. Rồi chúng ta có thể thấy khi mà giá giao cắt với đường MA 50 và tạo một cái xu hướng đi lên đó, thì nó phản ứng nó phản ứng khá là chính xác với cái đường MA 50 này ha. Còn với cái đường hai cái đường MA ngắn hơn á, thì nó cũng phản ứng, nhưng mà sau khi mà nó bật lên á, thì nó mau chóng lại quay trở lại và phá vỡ. Còn đối với cái đường MA 50 này á, nó bật lên và nó tạo ra một cái sóng rất là dài ha. Ngoại trừ cái khu vực mà đi ngang như thế này đó, thì những cái tín hiệu nó hơi bị nhiễu, nhưng mà khi mà đã vào xu hướng rồi đó, như cái giai đoạn này thì chúng ta thấy được là cái đường MA nó có cái chu kỳ lớn á, thì nó phản ứng khá là chính xác với thị trường đó. Và khi mà nó đã bật lại từ cái đường MA cho có chu kỳ lớn này rồi á, thì cái bước sóng của nó khá là dài ha, đó. Và đây là những cái khu vực mà chúng ta có thể là tận dụng để chúng ta có thể giao dịch. Rồi cái yếu tố thứ ba mình muốn nói đến và ảnh hưởng trực tiếp đến cái cách xác định cái chu kỳ phù hợp, đó chính là cái chu kỳ của một đường MA thì nó tương ứng với cái số nến ha, tương ứng với cái số nến. Cụ thể là sao? Mình lấy ví dụ khi mà chúng ta sử dụng cái khung M1 để chúng ta giao dịch ha, và chúng ta sử dụng đường MA12, thì tức là sao ạ? Tức là sau 12 thanh nến ha, thì nó sẽ tính ra được cái giá trị của cái đường MA đó ha. Thì cái con số 12 này thì nó lại gần với cái khung M15 ha, khung M15 đó. Và do đó nếu như mà chúng ta sử dụng cái đường MA này thì chúng ta nên để ý cái hành động giá ở trên cái khung M15. Và tương tự như vậy, nếu như mà cái đường MA 26 á, thì chúng ta sẽ để ý cái khung gì ạ? Cái khung thời gian nào? Có phải là 30 không ạ? Đó. Và nếu như chúng ta sử dụng MA 50 thì đó là, có phải là khung H1 đúng không ạ? Đó. H1 ha. Vậy thì tóm lại cái điều ở đây mình muốn nói đó chính là
chu kỳ đường EMA thì phải tương ứng với cái khung thời gian mà chúng ta tham khảo. Tức là ở đây đang nói về cái tình huống mà chúng ta kết hợp đa khung ha. Mở rộng ra một chút, ví dụ như bây giờ chúng ta kết hợp hai cái khung thời gian là H1 với lại daily, thì khi đó cái đường EMA mà chúng ta nên sử dụng ở trên khung H1 chính là EMA 26 ha. Đó, 26. Tại vì sao ạ? Tại vì một ngày chúng ta có 24 cái thanh đến H1. Nó do đó là chúng ta có thể là sử dụng EMA 24 hoặc EMA 26. Rồi, nếu như mà chúng ta kết hợp H4 với weekly thì cái khung thời gian, cái chu kỳ đường EMA, mọi người thử tính xem nó là bao nhiêu ạ? Có phải một ngày chúng ta có 6 cái thanh đến H4 đúng không ạ? Và một tuần chúng ta có 5 ngày giao dịch. Vậy thì 6 x 5 bằng bao nhiêu ạ? Đó, thì có phải là 30 ha. Đó, thì đối với cái cách kết hợp này thì chúng ta nên sử dụng cái đường EMA có chu kỳ là 30. Đó, thì ở đây là mình đã đưa ra cho chúng ta một cái cách định lượng tương đối là cụ thể để xác định cái chu kỳ đường trung bình phù hợp nhất mà chúng ta có thể sử dụng. Nếu như mọi người vẫn chưa bị thuyết phục á, thì chúng ta có thể đến với một cái ví dụ ngay sau đây ha. Rồi, ở đây là cái chart weekly của cặp tiền tệ New Zealand USD. Đó. Thì ở đây chúng ta chú ý tới cái vị trí này ha, vị trí này. Đây. Đó. Đó, chúng ta thấy được là có một cái vùng kháng cự khá là mạnh ở đây và giá nó đã breakout tại cái vùng này rồi. Đó. Thì ở trên cái khung weekly chúng ta thấy là giá breakout rồi. Đó. Và cái khung giao dịch chính của chúng ta là khung H4. Vậy thì khi mà di chuyển xuống cái khung thời gian H4 thì chúng ta nên sử dụng cái đường trung bình động nào để có thể nắm bắt cái cú breakout này một cách tốt nhất. Đây là hành động giá ở trên cái khung H4 ha. H4. Đó, thì mọi người thấy cái vùng này là cái vùng breakout ha, vùng breakout. Đó, tương ứng với lại trên cái khung weekly á, thì khi mà chúng ta giá nó thoát khỏi cái vùng sideways này đó, và breakout cái ngưỡng kháng cự mạnh này rồi bắt đầu tạo một cái xu hướng đi lên, thì mọi người thấy là cái đường EMA có chu kỳ 30 này nó phản ứng rất là chính xác với cái hành động giá. Đó. Mọi người thấy là mỗi lần mà nó tiếp xúc với cái đường EMA 30 này, đa phần là nó bị bật lên. Còn cái khu vực này đó chính là cái khu vực mà giá nó tích lũy sau khi mà nó tạo một cái xu hướng tăng. Đó. Và tiếp tục breakout khỏi cái vùng tích lũy này và tạo tiếp tục một cái đợt sóng tăng mới, thì cái hành động giá nó vẫn phản ứng chính xác với cái đường EMA 30 này. Đó. Tóm lại, với cái cách định lượng như thế này á, thì chúng ta có thể dễ dàng xác định được cái chu kỳ của đường trung bình phù hợp nhất mà chúng ta nên sử dụng ha. Rồi, clip của tuần này xin được tạm dừng ở đây. Nếu như mọi người thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần tới.